Việc triển khai các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngày càng trở thành xu thế tất yếu tại các trường đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập. Thông qua quá trình hợp tác, các trường có thể xây dựng những chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội học tập cho người học. Đây đã là năm thứ hai Trung tâm Phát triển Quốc tế CID Trường Đại học Ngoại thương liên kết đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh 2+2 với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge, Đại học Husong, Hàn Quốc. Đây là trường đại học có chương trình AACSB được kiểm định. Chỉ khoảng 5% các trường kinh doanh trên toàn thế giới có được chứng chỉ kiểm định này. Phòng hội thảo quốc tế mang tên SolBridge chính thức đi vào hoạt động tại Trường Đại học Ngoại thương bắt đầu từ hôm nay từ nguồn quỹ hỗ trợ giáo dục Husong, thể hiện cam kết của cả hai trường đại học cho đào tạo, đồng thời thể hiện bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Đại học Ngoại thương và Đại học SolBridge Husong Hàn Quốc. Với việc nâng cao thiết bị dạy và học, phòng SolBridge sẽ phục vụ tốt hơn cho chất lượng của chương trình liên kết đào tạo và cao hơn. Đây sẽ là nền tảng cho việc trao đổi sinh viên và giảng viên cho các dự án khởi nghiệp và cuộc thi toàn cầu giữa hai bên.